Quân cảng Sevastopol ở Crimea và thủ đô Moscow tiếp tục trở thành mục tiêu của máy bay không người lái Ukraine. Bộ quốc phòng nga hôm 10 tháng 8 cho biết đã bắn hạ hơn chục UAV tấn công hai khu vực nói trên. Trong khi đó, thì giới chức Ukraine nói rằng một kho chứa dầu ở tỉnh Zhytne đã bị phá hủy sau đòn không kích dữ dội của UAV nga. Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ra cảnh báo nóng Nga sẽ tăng cường lực lượng ở phía tây nước này nhằm ứng phó các mối đe dọa từ NATO sau khi Phần Lan gia nhập liên minh này. Còn Ba Lan thì có ý định điều động tới 10.000 lính đến biên giới với Belarus. Mới đây, các nguồn tin chính thức ở Trung Quốc cho biết hàng trăm sĩ quan công an trẻ và trung niên đã chết vì bệnh tật mỗi năm, nhiều người trong đó đã ra đi đột ngột, khiến các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên mà không lý giải được. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng sáng trân trọng chào đón quý vị đến với bản tin thế giới toàn cảnh ngày 11 tháng 8. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị đến với những tin tức tiêu điểm nóng nhất trên toàn cầu và tiếp sau đây là nội dung chi tiết. Nga thông báo bắn rơi 11 UAV của Ukraine nhằm vào quân cảng Sevastopol ở Crimea cùng hai chiếc đang hướng đến thủ đô Moscow. Bộ Quốc phòng Nga hôm 10 tháng 8 cho biết, âm mưu tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV do Ukraine tiến hành đã bị ngăn chặn trên vùng trời tỉnh Kagola và Moscow cũng như thành phố Sevastopol. Hai UAV bị lực lượng phòng không trực chiến bắn hạ gần thành phố Sevastopol, nơi có quân cảng của hạm đội Biển Đen, trong khi 9 chiếc bị các hệ thống tác chiến điện tử chế áp và lao xuống biển. Hai UAV khác bị đánh chặn ở quận Malozarolaski thuộc tỉnh Kaluga và quận Odinsovo tại tỉnh Moscow, bao quanh thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin trước đó cũng thông báo các lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi hai UAV vũ trang lúc dạng sáng. Các cuộc tập kích bằng UAV vào thành phố và thị trấn ở Nga gần đây gia tăng, trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy chiến dịch phản công quy mô lớn. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 7 cảnh báo chiến tranh đang đến gần hơn với người Nga, trong đó các đô thị mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này trở thành mục tiêu. Trong khi đó, thì giới chức Ukraine nói rằng một kho chứa dầu ở tỉnh Ripni đã bị phá hủy sau đòn không kích dữ dội của UAV Nga. Hôm 10 tháng 8, Vitali Kovan, tỉnh trưởng tỉnh Ripne ở tỉnh. Hôm 10 tháng 8, Vitali Koval, tỉnh trưởng tỉnh Ripne ở Tây Bắc Ukraine, viết trên Telegram rằng Tỉnh Ripne đã đối mặt với cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái UAV. Không may là một kho dầu ở vùng Dubenchina thuộc quận Dubensky đã bị phá hủy, không có thiệt hại về người. Sergei Lysak, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Dnipro ở miền trung Ukraine, cùng ngày thông báo một vụ nổ đã phá hủy đường ống khí đốt ở quận Nikopol nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Chính quyền thủ đô Kyiv cũng thông báo các lực lượng phòng không đã đánh trả đòn tập kích bằng UAV của Nga. Không quân Ukraine nói rằng quân đội Nga đã triển khai 10 UAV tự sát kiểu Shahed 136-131 từ tỉnh Kursk trong đòn tập kích dạng sáng ngày 10 tháng 8. Lực lượng này tuyên bố các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi 7 máy bay, số còn lại đánh trúng các mục tiêu tại tỉnh Dnipro. Nga gần đây tăng cường dùng tên lửa và máy bay không người lái UAV tập kích mục tiêu Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ. Nhiều đòn tấn công cũng nhằm vào các kho chứa vũ khí, đạn dược và cơ sở dự trữ xăng dầu của quân đội Ukraine nhằm ngăn cản chiến dịch phản công quy mô lớn được khi ít tiến hành suốt hơn hai tháng qua. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã buộc phải khai triển gần một nửa số xe tăng và xe bọc thép cũ nát của mình từ một kho hàng ngoài trời lớn ở Siberia sau khi chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine, theo Daily Mail. Báo cáo cho biết, khoảng 1.570 cỗ máy chiến tranh gì xét đã được chuyển từ bãi rác ở Siberia và phục hồi để phục vụ cho cuộc chiến của Tổng thống Nga chống lại Ukraine. Hơn 40% trong số 3.840 xe tăng và phương tiện quân sự được hiển thị trên ảnh vệ tinh từ Google Earth tại kho thiết bị quân sự Vassanovo trước chiến tranh hiện đã được đưa ra khỏi kho. Các đoạn phim được ghi lại cho thấy những chiếc xe tăng cổ lỗ sĩ được tái sử dụng từ các địa điểm lưu trữ như Vaksanovo được chuyển đến khu vực chiến sự bằng tàu hỏa quân sự. Việc sử dụng máy móc thời Liên Xô là một dấu hiệu cho thấy tính toán sai lầm của ông Putin rằng các nguồn lực hiện có của ông sẽ đáp ứng nhu cầu chiến tranh của mình. Sau 8 tháng chiến tranh vào tháng 11 năm 2022, khoảng 2.600 xe bọc thép vẫn ở trong căn cứ, và đến tháng 5 năm 2023, con số này giảm xuống còn 2.270. Hầu hết các thiết bị được cất giữ bên ngoài tại căn cứ, nhiều chiếc đã bị mất tháp pháo và sẽ cần sửa chữa đáng kể để có thể hoạt động được. Trong số những chiếc xe tăng cũ có T-62 được sản xuất cho đến năm 1975. Nga được biết là đang cải tạo số lượng lớn những chiếc xe tăng ọp ẹp thời Liên Xô do những tổn thất trong chiến tranh của Putin. Ông đã ra lệnh xây dựng hai nhà máy sửa chữa xe tăng, một nhà máy hoạt động suốt ngày đêm ở Chita, Siberia đang tiến hành hiện đại hóa những chiếc T-62 lỗi thời. Trong chuyến thăm nhà máy cách phía đông Moscow 6 múi giờ, Trung tướng Andrei Gurulev, 55 tuổi của Nga, cho biết xe tăng hơn 50 năm tuổi đang được chuyển đổi thành những cỗ máy bình thường, hiện đại có khả năng thực hiện các nhiệm vụ và đáp ứng những thách thức tiền tuyến hiện tại. Ông cũng cho biết những chiếc xe tăng T-62 này được hiện đại hóa hoàn toàn, một số xe tăng thậm chí còn cũ hơn, như những chiếc T-54 cũ của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin cùng với loại chủ lực thời chiến tranh lạnh, T-55 đã được khai triển. T-54 ban đầu được sản xuất bởi Stalin sau Thế chiến thứ hai năm 1946, nhưng ông Putin dường như đang gửi đến chiến tranh một phiên bản cập nhật từ đầu những năm 1950. Dù vậy, nó cũng đã khoảng 70 tuổi, cùng tuổi với nhà lãnh đạo Nga. Các xe tăng chính được cả các đơn vị nga và ukraine sử dụng trong cuộc chiến đang diễn ra là những chiếc thuộc dòng T-72, cũng là những loại xe tăng được chế tạo trong thời kỳ soviet. Tuy nhiên, so với những chiếc được đưa ra khỏi kho, chúng có nhiều tính năng hiện đại hơn và đã được phát hiện với nhiều bản nâng cấp khác nhau. Trong những tháng gần đây, ukraine đã nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân của phương tây. Đây là một thách thức đáng kể đối với các mô hình cũ của nga. Tuy nhiên, Nga cũng tự hào với các loại xe tăng chiến đấu hiện đại hơn như T-80 và T-14 Amata. Nga đã chịu tổn thất đáng kể đối với thiết giáp hạng nặng của mình. Block quân sự Oryx, chuyên tính toán tổn thất trên chiến trường dựa trên xác nhận trực quan, thường đưa ra con số tối thiểu, báo cáo rằng Nga đã mất khoảng 2.200 xe tăng. Trong bối cảnh Nga bị thiệt hại đáng kể về xe tăng và các thiết bị quân sự khác, một số báo cáo cho rằng ông Putin đang rút những chiếc xe tăng cũ ra khỏi kho, với một video từ tháng 3 cho thấy các công nhân nhà máy đang sửa chữa để tái sử dụng những chiếc xe tăng này. Và có bằng chứng cho thấy Nga đang sử dụng những mẫu xe cổ nhất của mình như những chiếc xe tăng cảm tử không người lái, có thể hoạt động ở chế độ lái tự động, được nạp chất nổ hoạt động như bom tự hành. Một đoạn video cho thấy một chiếc xe tăng Liên Xô dường như được tái sinh vào tháng trước, được sử dụng trong nỗ lực tàn sát các vị trí của Ukraine. Trong trường hợp này, nó trúng phải một quả mìn và phát nổ gần Marinka ở vùng Donetsk trước khi đến chỗ kẻ thù. Một nhân chứng tận mắt chứng kiến đoàn tàu Voronezh chở những chiếc xe tăng cổ đại đã ví chúng như loài voi ma mút lông xù đã tuyệt chủng và cho biết T-55 họ đã hết xe tăng mới và đang gửi rác tới. Căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục leo thang khi nhằm Các thẳng Nga và NATO tiếp tục leo thang khi mà mới đây, bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết sẽ tăng cường lực lượng ở phía Tây đất nước để ứng phó mối đe dọa từ NATO sau khi Phần Lan gia nhập liên minh này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9 tháng 8 nói rằng tập thể phương Tây đang thực hiện cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời chỉ ra rằng phương Tây đã dành cho Ukraine sự hỗ trợ chưa từng có, cung cấp vũ khí hàng chục tỷ đô la Mỹ giúp khí chống lại Moscow. Bộ trưởng Nga gọi việc Phần Lan gia nhập NATO và việc Thụy Điển cũng sắp gia nhập khối này là yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng. Ông Shoigu dự đoán các lực lượng cùng vũ khí quan trọng của NATO sẽ được triển khai ở nước láng giềng Phần Lan và sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu ở sâu bên trong khu vực Tây Bắc Nga. Ông Shoigu cho biết thêm, chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề liên quan việc thành lập các quân khu Leningrad và Moscow, cũng như tăng cường các nhóm quân ở biên giới phía Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn nói rằng Ba Lan đã tuyên bố ý định xây dựng quân đội hùng hậu nhất lục địa và đã trở thành công cụ chính trong chính sách chống Nga của Mỹ. Theo ông Shoigu, các đơn vị quân đội NATO từ bên ngoài khu vực đóng quân ở Đông Âu đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2 năm 2022 và hiện có tổng 30.000 lính. Những mối đe dọa này đòi hỏi Nga phải có phản ứng kịp thời và đầy đủ. Phần Lan và Thụy Điển hồi tháng 5 năm 2022 nộp đơn xin gia nhập NATO, kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan đã nhận được sự ủng hộ từ cả 30 nước NATO và trở thành thành viên của khối này từ tháng 4, trong khi Thụy Điển vẫn chờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary thông qua. Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 18 tháng ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 10 tháng 8 cho biết, nước này đang lên kế hoạch điều động 10.000 quân tới biên giới chung với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Trong đó, 4.000 người trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng và 6.000 người làm dự bị. Ông Blaszczak nói, chúng tôi điều quân đến gần biên giới với Belarus để gian đe, khiến lực lượng đối phương không dám tấn công chúng ta. Trước đó, hôm 9 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik đã nói nước này sẽ điều động thêm 2.000 quân tới biên giới chung với Belarus. Ba Lan ngày càng tỏ ra lo ngại về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm binh sĩ tư nhân Wagner thiện chiến đến Belarus vào tháng 7. Ba Lan thậm chí cảnh báo có thể đóng biên giới với Belarus nếu tình hình liên quan tới Wagner trở nên phức tạp. Và trong tuần này, Belarus vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập gần biên giới. Trong khi đó, thì Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng lo ngại của Washak về Wagner là vô căn cứ. Hãng tin TASS hôm 1 tháng 8 dẫn lời ông Lukashenko khẳng định binh sĩ Wagner tới Belarus vẫn đồn trú tại trại gần thành phố Osipovichi và chỉ làm nhiệm vụ đào tạo quân đội Belarus. Ba Lan cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư, chủ yếu từ Trung Đông và Châu Phi, cố gắng vượt biên trong những tháng gần đây. Người đứng đầu lực lượng biên phòng, ông Thomas Praga, đầu tuần này cho biết 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan, Belarus trong năm nay, tăng so với 16.000 người vào năm ngoái. Chuyển sang một tin đáng chú ý khác, đặc vụ FBI đã bắn chết một người đàn ông bị cáo buộc đe dọa ông Biden chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ dự kiến đến tiểu bang Utah, miền Tây của Hoa Kỳ. Thời điểm vụ nổ súng xảy ra vào 6 giờ 15 ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương, các đặc vụ FBI đang tống đạt chát tòa án tại nhà riêng của nghi phạm tại Crestdale, Robinson thuộc thành phố Provo, bang Utah. Ông Biden dự kiến đặt chân tới Utah vào tối 9 tháng 8. Vụ nổ súng đang được FBI giả soát. Trả lời KSL, Cooper Robinson, một hàng xóm của Robertson kể mình đang dắt chó đi dạo vào lúc 5 giờ 30 thì nhìn thấy 5 đến 6 xe cảnh sát bao vây nhà nghi phạm Ông Robinson kể từ chỗ tôi đứng thì không nhìn rõ lắm, chỉ nghe thấy thôi. Họ bắt đầu bắc loa và nói, "Chris Robertson hãy ra khỏi nhà và giơ tay lên." Họ nói thế một vài lần, đồng thời nói thêm rằng ông còn nghe thấy tiếng nổ lớn và cho đó là liệu đạn choáng. Hồ sơ tòa án cáo buộc nghi phạm Robertson từng đề cập tới việc ám sát tổng thống, cũng như có lời đe dọa Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Tổng trưởng lý New York Letitia James. Đầu tuần này, Robertson từng đăng lên mạng trực tuyến rằng, sau khi nghe nói ông Biden sẽ đến Utah, anh ta sẽ đào bộ đồ ngụy trang lên và phủi bụi khẩu súng bắn tỉa M24. Các bài đăng khác cho thấy Robertson dường như có sở hữu khẩu súng bắn tỉa tầm xa và nhiều vũ khí khác cũng như bộ đồ ngụy trang. Nghi phạm Robertson bị buộc tội hôm 9 tháng 8 về 3 tội danh nghiêm trọng, bao gồm tội đe dọa tổng thống. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 10 tháng 8 cho biết Bắc Kinh quan ngại sâu sắc và bảo lưu quyền đáp trả việc Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh nhằm ngăn chặn và điều chỉnh các khoản đầu tư công nghệ cao của Mỹ vào nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ đã hạn chế các công ty nước này đầu tư ra nước ngoài và tham gia vào việc tách rời và cắt đứt dây chuyền trong lĩnh vực đầu tư dưới chiêu bài giảm rủi ro điều này đã sai lệch nghiêm trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và cạnh tranh bình đẳng mà phía Mỹ ủng hộ, ảnh hưởng đến các quy định kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, phá hoại trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, phá vỡ nghiêm trọng an ninh của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh mong muốn phía Mỹ tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường và nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, không cản trở các hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại toàn cầu, không gây trở ngại cho sự phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới. Trước đó, Tổng thống Joe Biden hôm 9 tháng 8 ký sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư mới của Mỹ vào các công nghệ nhạy cảm của Trung Quốc như chip máy tính. Sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế đầu tư của Mỹ vào các thực thể Trung Quốc trong ba lĩnh vực gồm chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo theo hãng tin Reuters, sắc lệnh nhằm ngăn chặn nguồn vốn và chuyên môn của Mỹ giúp phát triển các công nghệ có thể hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ. Sắc lệnh cũng tập trung vào vốn cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm, liên doanh và đầu tư vào lĩnh vực xanh. Ông Biden cho biết trong một lá thư gửi quốc hội rằng ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa về sự tiến bộ của các quốc gia như Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và sản phẩm nhạy cảm quan trọng đối với quân đội, tình báo, giám sát hoặc khả năng tấn công mạng. Sắc lệnh này nhắm đến những khoản đầu tư và các công ty Trung Quốc phát triển phần mềm để thiết kế chip máy tính và các công cụ để sản xuất chúng. Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan thống trị các lĩnh vực đó và chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng các giải pháp thay thế trong nước. Nhà Trắng cho biết ông Biden đã tham khảo ý kiến của các đồng minh về kế hoạch này và tổng hợp phản hồi từ nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7. Xác lệnh này dự kiến sẽ được thực hiện từ năm tới sau nhiều vòng lấy ý kiến của công chúng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết quy định sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong tương lai chứ không phải các khoản hiện có, nhưng nó có thể yêu cầu tiết lộ các giao dịch trước đó. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết họ rất thất vọng trước biện pháp này. Người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng nhà trắng đã không chú ý đến việc Trung Quốc nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch này. Người phát ngôn này cho hay hơn 70.000 công ty Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc. Ông cho rằng các hạn chế mới sẽ gây tổn hại cho cả doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ, cản trở sự hợp tác bình thường và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào Mỹ. Ngành công nghiệp công nghệ Trung Quốc từng thu hút vốn đầu tư mạo hiểm của Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về đầu tư từ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Chuyển sang một tin đáng chú ý khác. Mới đây, các nguồn tin chính thức ở Trung Quốc cho biết hàng trăm sĩ quan công an trẻ và trung niên chết vì bệnh tật mỗi năm. Nhiều người trong đó đã ra đi đột ngột, khiến các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên. Những cái chết đột ngột của các sĩ quan công an được báo cáo trong ba tháng gần đây là đặc biệt đáng báo động. Trong số tất cả các trường hợp này, có ít nhất 20 người dưới 60 tuổi, người trẻ nhất chỉ mới 23 tuổi. Genocide Monument, một tài khoản Weibo có liên kết với Bộ Công an Trung Quốc, mỗi năm đều báo cáo về các trường hợp tử vong trong ngành, bắt đầu từ năm 2020. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, 20 sĩ quan công an dưới 60 tuổi đã qua đời, 10 người trong số đó dưới 50 tuổi, hai người đàn ông trẻ nhất lần lượt là 23 và 34 tuổi. Sĩ Quan Wang Rui không, tại đồn cảnh sát ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, đột ngột qua đời vì bạo bệnh vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 ở tuổi 23. Sĩ Quan Wu Zhang, cảnh sát trưởng một đồn cảnh sát ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đột ngột bị ốm trong khi đang làm việc vào sáng ngày 27 tháng 7 và đã qua đời ở tuổi 34 dù được cấp cứu tận tình. Ngoài ông Wu, 14 sĩ quan công an khác cũng bất ngờ ngã bệnh khi đang làm nhiệm vụ và đã qua đời. Vào tháng 2 năm 2023, Golden State Monument đã công bố một báo cáo được viết dựa trên dữ liệu chính thức thu thập từ năm 2020 đến năm 2022. Năm 2020, 350 sĩ quan công an dưới 50 tuổi đã qua đời, trong đó 28 người dưới 30 tuổi, 72 người từ 30 đến 39 tuổi và 115 người ở độ tuổi từ 40 đến 49 tuổi. Nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não đột ngột là những sát thủ hàng đầu đối với những người này. Năm 2021, 261 cảnh sát được báo cáo là đã qua đời, trong đó 27 người dưới 30 tuổi, 47 người ở độ tuổi 30 đến 39 và 89 người ở độ tuổi 40 đến 49. Báo cáo tiết lộ rằng 340 nam công an và 6 nữ công an đã chết vào năm 2022, trong đó 70% là cảnh sát dân sự và 11% là cảnh sát trại giam. Trong số 346 người này, 17 người dưới 30 tuổi, 64 người ở độ tuổi từ 30 đến 39 và 120 người ở độ tuổi từ 40 đến 49. Điều đó có nghĩa là có 201 người dưới 50 tuổi, tương đương 58%. Gold Science Monument không có dữ liệu về số người chết trước năm 2020, cũng như không nói rằng một số trường hợp tử vong là do nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, The Gentleman of the Polite World, một tài khoản mạng xã hội khác có liên kết với hệ thống công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tiết lộ trong một bài đăng vào tháng 2 năm 2020 rằng, trong suốt cuộc chiến chống dịch bệnh, 17 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng, người trẻ nhất mới 26 tuổi. Đó chỉ là tháng thứ hai kể từ khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, các sĩ quan công an không được coi là người bảo vệ công chúng, thay vào đó là hay bắt nạt dân thường. Trong suốt 3 năm dịch bệnh, lực lượng công an Trung Quốc đã bịt miệng những người tố giác, quấy rối những người bất đồng chính kiến và thực thi lệnh phong tỏa hà khắc để ngăn chặn COVID-19, hoàn toàn không đáp lại tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người dân gặp khó khăn. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nóng nhất trong 24 giờ qua. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ Hoàng Sáng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.